Cho đến thời điểm hiện tại thì một trong những điều mà chúng ta quan tâm nhất vẫn là triệu chứng khi mà chúng ta mắc COVID-19. Và mới đây thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ đã công bố bản cập nhật những thông tin cơ bản về những triệu chứng nặng nhẹ của COVID. CDC Mỹ cũng đưa ra một số lưu ý để người bệnh có thể chủ động xác định được thể trạng và từ đó thì chúng ta sẽ có những cách xử lý thích hợp phòng ngừa nguy cơ bệnh diễn biến xấu. Thông tin được cập nhật trong bối cảnh Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt do sự lây lan của Omicron, biến thể đang gây ra tới 95% số ca nhiễm mới tại quốc gia này. Theo CDC Mỹ, bệnh nhân có triệu chứng nhẹ thường chỉ sốt, ớn lạnh, ho khan, mất vị giác và khứu giác. Ngoài ra, người mắc COVID-19 còn gặp triệu chứng phổ biến liên quan đến hệ hô hấp như là chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau họng. Tình trạng nôn mửa tiêu chảy cũng được ghi nhận ở một số ca bệnh. Nếu có những triệu chứng nêu trên, CDC Mỹ khuyến nghị nên bình tĩnh thực hiện các xét nghiệm để xác định rõ có mắc bệnh hay không. Nếu có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 thì nên liên hệ với nhân viên y tế để được tư vấn và sau đó được thực hiện các chỉ dẫn của y bác sĩ nhằm giảm triệu chứng sốt, ho, uống nhiều nước và bổ sung dinh dưỡng cần thiết về nâng cao sức khỏe và sức đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, người mắc COVID-19 cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe của bản thân và có thể phải nhập viện khi có triệu chứng như là thở gấp và khó thở. CDC Mỹ khuyến cáo người gặp triệu chứng trên nên cần thông báo với cơ quan khẩn cấp để có sự hỗ trợ kịp thời bảo vệ tính mạng do mức độ trầm trọng của COVID-19 có khả năng chuyển biến rất nhanh và mạnh.